khoảng 13 giờ 45 phút trên đường X1 thuộc khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe gắn máy khiến nam thanh niên nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng thời gian trên, anh Trần Công Tú, khoảng 27 tuổi, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 61T7-7926 chở theo một nam thanh niên ngồi sau lưu thông trên đường DT743 về đường X1 thuộc khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi xe vừa cua vào đường X1 được khoảng 30m thì tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 83B131620 do một người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe đang sang đường. Cú tông trực diện khiến xe máy của anh Tú rơi bánh trước và xe bị hư hỏng nặng. Anh Tú bị đập đầu xuống đường và trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.